Mark One số 1 về Mark. What's up nào chị anh em, Tùng Trôn đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái phụ kiện mà các bạn cần phải mua sau khi mua MacBook. Và những cái phụ kiện này thì mình sẽ trên tay cũng như là có những cái đánh giá cho các bạn và giải thích lý do là tại sao các bạn nên mua những cái phụ kiện này. Rồi, và cái phụ kiện đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là một cái đế để kê cái chiếc MacBook của chúng ta, và cái chất liệu của nó được làm bằng kim loại các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái chân đế này. Và đây các bạn có thể nhìn thấy là cái chân đế này có một cái hộp khá là đẹp, và cái mức giá của cái chân đế này nó rơi vào cỡ khoảng tầm 500.000 các bạn nhé. Rồi, do đây là một cái chân đế, chính vậy là ở bên trong hộp của chúng ta nó cũng rất là đơn giản, nó chỉ có một cái đế thôi, nó không có dây dợ các thứ lằng ngoằng. Rồi, nó sẽ được đựng ở trong một cái túi trông khá là xịn. Và đây chính là cái chân đế của chúng ta. Đó, các bạn có thể nhìn thấy thì cái chân đế của chúng ta được làm bằng một cái khối nhôm, và sau đó nhà sản xuất đã tiện CNC những cái chi tiết này. Và các bạn có thể thấy ở phần chân đế này, rồi là cái phần đẻ MacBook, thì nó sẽ có một cái chất liệu là giống như kiểu cao su ấy, và cái cao su này nó nhám. Cái điều này thì nó sẽ giúp cho cái việc là kê cái chiếc MacBook của chúng ta nó bám vào cái đế này hơn. Và các bạn có thể thấy là cái size của nó khá là to, chính vậy là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng với lại những cái chiếc MacBook Air 11 inch đến 13 inch, rồi là cả những cái chiếc MacBook 12 inch, kể cả những cái chiếc MacBook Pro 13 inch, 15 inch đều xài được hết. Nói chung là cứ là MacBook hoặc là một cái laptop xách tay gì thì đều xài được với lại cái chiếc chân đế này. Nhưng mà cái chân đế này thực ra là nó sinh ra chỉ để phục vụ cho dòng Mac. Các bạn biết tại sao không ạ? Cái chất liệu kim loại của cái chân đế này nó sẽ giúp cho cái chiếc MacBook của chúng ta nó sẽ tản nhiệt tốt hơn, bởi vì là vỏ của MacBook thì nó được làm bằng nhôm, và cái vỏ làm bằng nhôm của MacBook thì nó cũng đóng một cái vai trò là tản nhiệt. Chính vậy khi mà các bạn kết hợp với lại một cái chân đế bằng nhôm cũng như là bằng kim loại thì nó sẽ giúp cho cái chiếc máy của chúng ta mát hơn. Và cái phần kê này đấy, các bạn có thể điều chỉnh được độ cao này rất là thoải mái khi các bạn gõ văn bản cũng như là phù hợp với lại mọi điều kiện mà các bạn mong muốn. Rồi, và mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái chân đế nhôm này, và mình thấy là với 500.000 thì các bạn thực sự nên để ý đến cái phụ kiện này. Phụ kiện tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là những cái chiếc case ở đây. Và cái chất liệu của chúng ta nó sẽ có hầu hết là bằng nhựa, nhưng mà cái chất liệu nhựa ở mỗi một cái case là nó sẽ khác nhau. Ví dụ ở đây thì mình sẽ có một cái case có một cái họa tiết in trông khá là vintage, và cái đế của nó là trong suốt các bạn nhé. Còn ở đây là hai cái case có hai cái màu sắc mà được rất là nhiều người ưa chuộng, đó chính là màu xanh rêu với màu đỏ đô. Mình cũng không rõ là tại sao hai cái màu sắc này lại được ưa chuộng đến như vậy, nhưng mà chắc là lý do đơn giản là bởi vì nó đẹp và nó sẽ giúp bảo vệ cái chiếc Mac của chúng ta một cách toàn diện hơn. Và những cái chiếc case này thì hiện nay là nó đồng giá khoảng tầm là 250. Và nếu như các bạn muốn mua combo, ví dụ như là bao gồm phủ phím hoặc là dán trackpad các thứ, thì các bạn có thể mua cái combo này với giá là khoảng tầm là 330. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử bóc một cái case để lắp vào cái chiếc MacBook 12 của mình để cho các bạn xem là nó như thế nào nhé. Ok, đây là một cái cây nhựa in hình. Chính vì vậy là cái chất liệu của chúng ta là nó bằng nhựa bóng các bạn nhé. Còn những cái cây màu đỏ đô kia thì nó sẽ hơi sần một chút và nó sẽ không để lại mồ hôi và dấu vân tay. Cái case này của mình cũng vậy. Ok, và đây các bạn có thể nhìn thấy cái đế của chúng ta thì nó sẽ là một cái chất liệu nhựa, nó trong nhưng mà nó mờ và sẽ không để lại mồ hôi và dấu vân tay. Cái khả năng bám bẩn của nó thì cũng rất là ít, bởi vì là cái chất liệu này mình thấy khá là cao cấp. Còn cái mặt này của chúng ta thì nó được in hình và cái chất liệu ở đây là nó sẽ hơi sần lên một chút, để lại rất ít mồ hôi và dấu vân tay. Cái chi tiết táo ở đây của chúng ta thì sẽ được khoét các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử lắp cái bộ case này vào cái chiếc MacBook 12 inch của mình các bạn nhé. Rồi ok, như vậy các bạn có thể thấy là cái chiếc MacBook của mình đã lắp xong case. Thì đây các bạn nhìn này, cái chiếc MacBook 12 inch của mình rất là mỏng. Khi mà lắp thêm cái case này thì nó sẽ dày hơn một chút nhưng mà không đáng kể. Và khi lắp case vào thì mình thấy là nó vẫn rất là đẹp. Và mình cũng có một vài cái lưu ý với lại các bạn là khi sử dụng case thì có rất là nhiều thông tin ở trên internet cho rằng là việc sử dụng case cho MacBook thì nó sẽ hạn chế cái khả năng tản nhiệt, cũng như là khi các bạn tháo case thì nó sẽ gây xước. Thì cái thông tin về cái hạn chế khả năng tản nhiệt thì thực ra nó cũng có ảnh hưởng, nhưng mà nó thực sự là không quá là nhiều. Còn về cái việc là gây xước thì thực ra là những cái case giá rẻ cũng như là chất lượng thấp thì nó mới gây ra cái việc là khi các bạn tháo ra thì nó mới xước thôi. Còn khi mà các bạn mua những cái sản phẩm cây như mình đang có ở đây thì khi mà các bạn tháo ra cũng như là trong cái quá trình lắp đặt ấy, nó hoàn toàn dễ dàng đó. Các bạn vừa có thể thấy mình thao tác đảm bảo với các bạn luôn là nó sẽ không gây xước máy cũng như là không gây móc các cạnh viền này. Đây là một cái chi tiết mình muốn chia sẻ với các bạn.
Và cái phụ kiện thứ ba mà mình muốn mở hộp cũng như chia sẻ với các bạn đó chính là một cái cổng chuyển ra các cái đầu khác nhau dành cho các cái thiết bị MacBook 12 inch cũng như là các cái sản phẩm MacBook có Touch Bar ở năm 2016 trở đi, bởi vì là những cái sản phẩm đó thì nó sẽ lược bỏ hết những cái cổng kết nối truyền thống và nó sẽ thay bằng cổng USB Type-C. Và nếu như các bạn muốn sử dụng các cái thiết bị ngoại vi, ví dụ như là cổng HDMI hay là đầu đọc thẻ nhớ hay là những cái cổng USB-A thì các bạn sẽ phải mua một cái bộ chuyển đổi. Và cái phụ kiện mà mình đang có ở đây chính là một cái adapter chuyển đổi và nó đến từ hãng Ugreen. Thì cái phụ kiện này nó có mức giá khoảng tầm là hơn 1 triệu và mình muốn chia sẻ với các bạn là tại sao mình lại giới thiệu cho các bạn cái phụ kiện này mà mình không giới thiệu cho các bạn một cái adapter giá rẻ khác. Thì đây, mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Thì ở trong hộp của chúng ta nó khá là đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta có cái adapter chuyển này và sau đó là chúng ta có những cái giấy sách hướng dẫn sử dụng của nhà thẻ bảo hành rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nói sâu hơn một chút về cái adapter này, thì tại sao mình khuyên các bạn mua. Thì như các bạn có thể thấy thì đây là một cái adapter chuyển, nó có rất là đầy đủ các cổng kết nối USB-A này, rồi là đầu đọc thẻ nhớ SD, micro SD, cổng HDMI này, cổng internet này và một cái VGA. Như vậy là nó có rất là đầy đủ các cổng kết nối. Những cái hút giá rẻ khác thì nó sẽ lược bỏ ví dụ như là HDMI hoặc là VGA hoặc là không có cổng mạng. Ngoài ra cái sản phẩm adapter này nó còn có một cái cổng USB Type-C này nữa để giúp cho chúng ta vừa sạc và vừa sử dụng cái adapter này. Đây là một cái điểm cộng. Và còn một cái điểm mà mình thấy là quan trọng nhất đối với lại những cái bạn nào mà muốn sử dụng một cái adapter nó ổn định cũng như là có chất lượng cao dành cho những cái sản phẩm MacBook, đó chính là đây là một cái sản phẩm có cái đầu kết nối, nó là cái dạng dây. Thì mình đã từng sử dụng những cái adapter nó không có cái dây ấy và nó gắn trực tiếp vào cái adapter này, thì thực sự trong quá trình dùng nó không ổn định và nó thường làm cho cái cổng USB-C ở trên MacBook nó bị tổn thương. Chứ vậy thực sự là mình khuyên các bạn nên mua những cái adapter mà nó sử dụng cái dây này như này, mặc dù nó đắt hơn một chút nhưng mà nó sẽ tốt hơn cho cái MacBook của bạn và nó sẽ không gây tổn thương cho cái cổng USB-C của MacBook. Bởi vì khi mà các bạn sử dụng này, đây mình có thể miêu tả, ví dụ ở đây mình có một cái chiếc MacBook 12 inch sử dụng cổng USB-C này, đây mình cắm vào như này, thì trong cái quá trình mà mình muốn cắm chuột cũng như là bàn phím vào này thì mình cắm trực tiếp vào đây, thì mình cầm mỗi cái adapter này mình cắm. Còn đối với lại những cái adapter mà nếu mà cắm trực tiếp vào như thế này này, thì khi mà các bạn cắm các cái thiết bị ngoại vi như là chuột này, bàn phím này, khi mà chúng ta cắm ra đây, các bạn tưởng tượng mình cắm vào như thế này thì nó sẽ bị lung lay cái phần này đó, nó cứ lung lay như thế này và cái cổng USB-C ở trên cái adapter khi mà cắm trực tiếp thì nó sẽ gây tổn thương và nó sẽ không tốt cho thiết bị của chúng ta. Vì vậy hãy dùng adapter có dây dù nó đắt hơn một chút. Phụ kiện cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho bạn và cái phụ kiện này cũng dành cho những cái thiết bị ví dụ như là MacBook 12 inch cũng như là MacBook Retina đời 2016 trở lên, đó chính là một cái cổng sạc USB-C. Nó giống như cái kiểu MagSafe 2 ở trên những cái thiết bị MacBook cũ ấy. Và tại sao chúng ta phải sử dụng phụ kiện này thì như các bạn cũng biết, từ những cái thiết bị MacBook Pro 2015 trở về trước thì nó có trang bị cái cổng sạc MagSafe và cái cổng sạc này nó là kiểu dạng nam châm ấy. Khi mà các bạn đi va qua thì đầu sạc nó sẽ tự văng ra và nó sẽ không rơi các cái thiết bị, cũng như là cái cổng sạc MagSafe thì nó sẽ thân thiện hơn với người dùng. Còn đối với lại những cái thiết bị MacBook từ 2016 cũng như là MacBook 12 thì nó chỉ trang bị cái cổng sạc tích hợp luôn là cổng USB-C. Và nhiều người sẽ không thích cái cổng sạc USB-C này, thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái phụ kiện nó giúp cho bạn có được cái điều đó. Đây là cái phụ kiện đến từ hãng Bezos. Thì mình sẽ bóc hộp luôn cho các bạn xem nhé. Đây, ở bên trong hộp nó chỉ có một cái đầu như thế này thôi. Và ở đây nó sẽ có những cái tờ sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, còn qua một bên đi, chúng ta sẽ mở hộp ra bên sau. Đó, thì đây, nó sẽ là một cái cổng sạc nam châm như thế này, các bạn nhìn thấy không ạ? Và bây giờ thì mình sẽ lắp vào cái MacBook của mình để biểu diễn cho các bạn xem. Thì đây là cái MacBook của mình có một cái cổng USB-C này. Đây, bây giờ mình sẽ cắm cái đầu này vào nhé. Mình sẽ cắm đầu đấy vào rồi. Còn cái đầu này thì mình sẽ lắp với lại một cái dây sạc Type-C. Đây. Như vậy là chúng ta đã biến cái dây sạc Type-C thành một cái cổng MagSafe vào đây. Các bạn nhìn này, đó rất là easy. Và ví dụ khi mà mình đi qua, mình vấp vào cái dây này, các bạn nhìn này, đó, thì nó sẽ không làm rơi cái MacBook của chúng ta hoặc là nó sẽ không làm tổn thương cái MacBook của chúng ta. Rất là hay phải không? Và như vậy là vừa rồi mình đã mở hộp cũng như là giới thiệu với các bạn bốn cái phụ kiện mà mình nghĩ là các bạn khi mua MacBook thì không nên bỏ qua và nên mua ngay chúng để sử dụng cái chiếc MacBook của chúng ta một cách an toàn cũng như là dễ dàng hơn.
Và anh em còn thấy MacBook của chúng ta cần phải mua cái loại phụ kiện gì nữa thì đừng quên để lại comment ở dưới bên dưới nhé. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình cũng như ok nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.